Chào các bạn, chúc các bạn một buổi sáng vui khỏe và một ngày thật là an lành. Sáng nay là sáng thứ bảy, ngày 1 của tháng 4. Mời các bạn cùng ngắm vườn hoa súng của mình. Mình mới sáng chậu xong hết đấy các bạn. Thì hiện tại trong vườn thì chậu thì hoa nở mà chậu thì có nụ mà chưa nở. Vì sáng chậu là nó chột gốc các bạn. Nhưng mà đầu tháng và nắng đang đẹp thì mình cũng mời các bạn cùng ngắm với mình thôi. Đây. Hoa to lắm các bạn ơi, này là băng tay mình mà không thấm gì trơn nè. Rất là to, hoa to, nụ to. Thì lá cũng to, các bạn thấy lá nè. Lá là phải hơn 3 găng tay đó. Nụ nhiều mà chưa nở nha các bạn. Nụ nhiều lắm các bạn thấy không? Nhưng mà chưa nở vì mình thấy chậu là nó chột gốc á. Đấy các bạn thấy nụ nè. Nụ rất là nhiều nhưng mà mới thấy chậu chốc gốc thân với nó chưa nở. Đây mới thấy là tôi đi. Mình sang chậu cái là những cái nụ nó bâm dập á các bạn. Đây. Đây cũng về các bạn này. Mình sang chậu cái là cái nụ nó bâm dập rồi nó nở cũng không thẳng cẳng đâu các bạn, nở cũng bâm bêu lắm, xấu lắm. Hồ này cũng vậy các bạn, nụ rất là nhiều nhưng nở bâm dập lắm các bạn ơi. Và nụ khi mình mới thấy chậu là nụ nó nhỏ. Đây các bạn thấy sang chậu là nụ rí mà nó không nở được các bạn. Vì nó bị chóc cái gốc nó còn mất sức ấy, các bạn. Luống tiền cũng khoe về các bạn là mình thấy chậu hết trong vườn mình rồi đây các bạn. Rất là đẹp, sạch sẽ, gọn gàng nè. Đâu này tới đâu kia. Rất là đẹp nè. Rất là sạch sẽ, gọn gàng. Thôi mình khoe với các bạn vậy thôi, mình dừng clip tại đây nha. Chào các bạn nha. Bye.